màn hình 4K, camera quay video 4K, video YouTube 4K. Nhưng mà bạn có biết 4K thường không thực sự là 4K, mà quan trọng hơn, 4K không phải là độ phân giải. Vậy thì 4K là gì? Ok, gần đây thì mình có xem một cái status của anh Hiệp, admin bên Tinh Tế, nói về cái chủ đề này. Và nó cũng liên quan khá khá tới thông số, những cái độ phân giải video. Và tất nhiên là nó sẽ liên quan tới người làm video cũng như là những người làm editor hậu kỳ, vì họ có sử dụng màn hình máy tính. Nên mình quyết định làm một cái video nói về độ phân giải 4K. Và nếu mà anh em nào chưa xem clip chủ đề cảm biến một inch cộng với clip lịch sử tạo ra video thì hãy xem hai clip đó, bởi vì nó cũng có một chút xíu liên quan tới cái chủ đề này. 4K là thuật ngữ mà các cái hãng sản xuất màn hình, sản xuất máy ảnh, sản xuất máy tính thường có những cái định nghĩa riêng. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà phần đông người dùng bị hơi lú và đưa ra những cái định nghĩa kiểu như là công thức tính số 4K này, hay là định nghĩa về 2K thì phải là 2560 điểm ảnh thì mới đủ là 2K, chứ còn 2000 điểm ảnh thì không đủ là 2K. Rồi có những anh em hiểu là 4K có nghĩa là 4 lần Full HD và chia ngược lại thì chúng ta sẽ có 2K các thứ. Nên là qua video này thì mình hy vọng là sẽ giúp cho anh em hiểu rõ hơn về những cái độ phân giải 4K này. Các cái công ty công nghệ thì thường dùng cái thuật ngữ 4K này như là một cái cách để marketing, để nói với lại khách hàng là thiết bị của mình có độ phân giải màn hình hay là độ phân giải quay video gì đó, nói chung là độ phân giải cao hơn, ít nhất là cao hơn và nét hơn so với lại độ phân giải Full HD phổ biến thông thường. Nhưng sự thật đó thì 4K nó không phải là độ phân giải, mà rất nhiều người hiểu lầm 4K là một kiểu độ phân giải. 4K là một thuật ngữ nhằm ám chỉ chiều ngang của thiết bị hay là video có thể hiển thị được 4000 hoặc là xấp xỉ 4000 điểm ảnh, có nghĩa gọi là độ phân giải ngang, nó chỉ là một nửa độ phân giải thôi. Bất kể chiều dọc là bao nhiêu đi nữa mà ngang đạt được khoảng xấp xỉ 4000 pixel thì người ta vẫn sẽ nói là đây là thiết bị 4K, bởi vì 4K nó chỉ là một thuật ngữ nói về cái chiều ngang mà thôi. Tất nhiên điều này cũng ứng dụng đối với lại độ phân giải phổ biến, đó là Full HD ngang 1920 dọc 1080, thì đó chính là độ phân giải 2K rồi đó anh em. 1920 pixel là gần 2000 điểm ảnh chiều ngang rồi, nên Full HD cũng chính là 2K nha. Nhưng trong một trường hợp thì mình thấy người bán hàng lại quá mức khiêm tốn, như trường hợp của GVN.com, họ bán cái màn hình là LG 34WK95CW 34 Nano IPS 2K Ultra Wide. Độ phân giải của màn hình này bề ngang lên tới 3440 điểm ảnh và chiều dọc là 1440 điểm ảnh, thì đáng lẽ ra cái màn hình này sẽ phải được gọi là 3.5K, hoặc nếu mà khiêm tốn một chút thì là 3.4K được rồi. Nhưng ở đây GVN lại tự nhận là cái màn hình này là 2K Ultra Wide, một cái sự khiêm tốn không cần thiết, hoặc là nhân viên viết bài không hiểu gì về 4K, không hiểu K là gì. Nếu anh em nào vẫn chưa hiểu K là gì thì K là viết tắt của từ kilo, trong tiếng Hy Lạp cổ nó có nghĩa là ngàn, nó tương đương với thousand, một thousand, một K, một kilo là bằng nhau ha. Thì 4K cũng vậy. Phần lớn độ phân giải 4K mà bạn thấy trên TV, trên màn hình hay là kể trong máy quay video phổ thông thì đều là chưa đủ 4K. Nó chỉ là 3840 điểm ảnh chiều ngang, tương đương với khoảng 3.8K. Nhưng mà người ta vẫn gọi là 4K. Nói tới đây thì bạn mở cái độ phân giải của màn hình hay là máy tính hay điện thoại hay camera của anh em ra xem là nó thuộc thể loại mấy K ha. Còn mình thấy là Apple là hãng khá là nói thật khi mà đưa ra những cái độ phân giải, và không bao giờ đưa ra những cái K ảo. Ví dụ như màn hình 5K thực ra là 5K1 hả? Khiêm tốn một chút xíu. Còn màn hình iMac 4.6K thực đúng là 4.6K chứ không phải là 3800 mà nói là thành 4K. Còn những cái laptop như là MacBook không bao giờ nói là 4K mà đưa ra thẳng độ phân giải là 3400 bao nhiêu điểm ảnh hay là bao nhiêu đó, rất là rõ ràng. Nên Apple không tài trợ cho video này, mà tài trợ cho video này là Da Cammer, là người phụ nữ quyền lực đã giúp cho mình có rất nhiều thiết bị để review cho anh em, cũng như là có nhiều thiết bị để làm mấy cái chủ đề xàm xí như thế này. Ok, cảm ơn anh em đã xem, nhớ subscribe kênh YouTube và TikTok. Riêng 4K của GoPro thì cũng đã có tới 3 cái độ phân giải khác nhau. Còn nếu gom chung 2 độ phân giải 4K phổ biến thì chúng ta sẽ có 2 kiểu 4K, đó là 4K UHD và 4K DCI. Tự nhiên đang quay thì mưa. Những cái lúc như thế này thì mic xịn nó mới phát huy tác dụng anh em ạ. Ok, nói tới đâu rồi nhỉ? Nói tới 2 chuẩn 4K phổ biến mà anh em thấy trên thị trường, đó là 4K UHD tỷ lệ 16:9 và 4K DCI tỷ lệ 17:9. 4K UHD tỷ lệ 16:9 là cái tỷ lệ phổ biến nhất trong cái đời sống của chúng ta, nhìn thấy ở mọi nơi, ở TV, màn hình, điện thoại các thứ. Độ phân giải là 3840 nhân cho 2160. Mặc dù có hơi bùa một chút xíu, nó thiếu tới 160 điểm ảnh bề ngang mới tới 4000 điểm ảnh, nhưng mà mọi người đã chấp nhận rồi,
không có ai ý kiến gì cả, cho nên nó vẫn được gọi là 4K thôi, mặc dù là nó chỉ là 3K8, nhưng ok, 4K. Còn 4K DCI thì lại là chuẩn được sử dụng phổ biến trong sản xuất phim. Nó có kích thước lên tới 4096 x 2160 điểm ảnh, có nghĩa là nó số lượng điểm ảnh nhiều hơn 4K UHD. Cái tỷ lệ khung hình giữa chiều ngang với chiều dọc nó sẽ tương đương với khoảng 1.91, hoặc là nếu mà quy để mà so sánh với 16:9 thì nó sẽ là 17:9 để dễ so sánh mà. Nhưng DCI 4K hay là 4K DCI thì cũng không phải là chuẩn 4K duy nhất trong làm phim, bởi vì 4K DCI chủ yếu là được sử dụng trong quay phim. Còn đến khi mà dựng phim hay là chiếu rạp thì chúng ta sẽ có những cái chuẩn 4K khác, ví dụ như là 4K CineScope có chiều dài ngang dài thì là dài. Nghe thì có vẻ là nó sẽ rộng hơn chiều ngang, nhưng thực ra không phải, nó chỉ là cắt bỏ chiều dọc đi mà thôi. Thực ra không phải rộng hơn mà là hẹp hơn. Tất nhiên cái việc cắt bỏ đi cái phần trên phần dưới này là một sự lãng phí, cho nên là chúng ta đã có những cái giải pháp như là lens anamorphic để có thể tận dụng lên cả cái phần trên và phần dưới mà lại có cái chiều rộng bề ngang, có nghĩa là thực sự rộng hơn nhưng mà lại không hẹp hơn. Đấy, rất là xịn. Nhưng mà cái điều đấy thì hẹn anh em ở một cái video chuyên sâu về anamorphic khác. Nói thêm một chút về cái việc mà không có rộng hơn mà lại là hẹp hơn, thì chúng ta sẽ có một cái dòng sản phẩm của Sony Xperia với cái màn hình được quảng cáo là Cinema Wide 4K, thì thực chất cái độ phân giải của nó chỉ là 3840 chiều ngang và 1644 chiều dọc. Thì ở đây có thể thấy bên ngang nó chỉ là 3.8K và bên dọc thì nó chỉ là 1.6K. So với chuẩn 4K UHD thông thường thì nó ít hơn tới 2 triệu điểm ảnh nha, là từ 8.2 triệu điểm ảnh xuống còn chỉ có 6.3 triệu điểm ảnh. Bất ngờ chưa bà già? Tất nhiên là mình không có ý nói là những cái màn hình super wide này là có chất lượng thấp, chỉ là bạn đừng nên mong đợi có cái độ phân giải cao hơn hay là có nhiều số điểm ảnh hơn ở những cái màn hình cinema wide 4K hay là những cái màn hình mà super wide 4K. Thực chất là nó không rộng hơn mà là nó hẹp hơn. Đấy. 1080p hay là 2160p ấy, thì anh em sẽ thấy rất là phổ biến, nhưng mà nó là cái số điểm ảnh theo chiều dọc, có nghĩa là độ phân giải dọc, còn 4K là nói về chiều ngang. Hai cái này không hề liên quan tới nhau, không có một ràng buộc gì với nhau hết. Tuy nhiên lại có một số cái sản phẩm như là camera hành trình hay một số cái camera trên thị trường á, lấy cái độ phân giải dọc là 2160p để mà nói là thiết bị của họ có 4K, trong khi chiều ngang chỉ đâu đó được khoảng 3.000 pixel hoặc là thấp hơn 3.000 pixel. Ồ, rất là kỳ lạ. Tạo ra những video vuông hơn nhưng thực chất là số lượng điểm ảnh ít hơn rất nhiều so với lại 4K thực sự. Vậy tại sao chúng ta lại vẫn dùng những cái thuật ngữ chưa hoàn chỉnh như là 1080 hay là 2160p để mà nói về độ phân giải video? Bạn không dùng hả? Ok, nhưng mà YouTube vẫn còn có dùng kìa. Thực ra việc sử dụng những cái thuật ngữ như 1080p hay là 2160p thì đã có từ cái thời mà người ta sử dụng những cái màn hình CRT, những cái màn hình sử dụng cái công nghệ ống tia âm cực, cathode ray tube, cái TV, những cái màn hình máy tính vừa to vừa nặng mà mọi người sử dụng ở cuối năm 2000 á. CRT thì không có pixel theo như nghĩa mà chúng ta hiểu, mà thay vào đó thì nó tạo ra những cái đường quét ngang chứa dữ liệu analog. Hay nói cách khác thì cái màn hình CRT ống tia âm cực thì nó có độ phân giải giải dọc chứ nó không có độ phân giải ngang ha. Cái số đường quét. Nói thêm một chút xíu thì đây cũng là lý do tại sao trong ngành công nghiệp TV hiển thị thì nó cũng có những thuật ngữ ví dụ như là 480i, 576i để mô tả cái tín hiệu TV khi cái dòng màn hình CRT nó còn thống trị thế giới. Cái chữ i nó có nghĩa là interlock, có nghĩa là nó chỉ quét một dòng và nó lặp lại cái dòng thứ hai, và như vậy thì một cái màn hình to như vậy thì nó chỉ cần quét một cái nửa số lượng thông tin thôi và nó nhân đôi lên. Ngược lại chữ P trong 1080p hay là 2160p ấy, thì nó có nghĩa là progressive, có nghĩa là quét lũy tiến, có nghĩa là nó quét hết một cái màn hình có chiều dọc là 1080 đường quét thì nó sẽ quét 1800 đường thông tin luôn, chứ nó không chỉ quét một nửa giống như là interlock hay là i. Nếu mà nói về độ phân giải á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ là có hai kiểu gọi không rõ ràng về độ phân giải, đó là 2K, 3K, 4K, 5K thì nó chỉ là đề cập tới độ phân giải điểm ảnh chiều ngang thôi, còn chiều dọc thì chưa biết. 720p, 1080p hay 2160p thì đó mới là độ phân giải chiều dọc. Chiều ngang và chiều dọc thì không có liên quan gì đến nhau cả, là hoàn toàn do cái nhà sản xuất họ quyết định, cho nên là nếu mà chỉ gọi một cái thông số thì khó có thể suy luận ra cái thông số chiều còn lại. Và để gọi tên chính xác của một độ phân giải thì anh em có thể tham khảo cái bảng này. Cái bảng này thì khá là cũ rồi tại vì nó còn chưa có 4K nữa, nhưng mà nó là một cái bảng tương đối chuẩn, một cái quy ước để mà gọi chuẩn. Và chuẩn hơn đối với anh em quay phim hay là làm việc liên quan tới đóng gói phim ảnh các thứ 4K, 8K thì anh em có thể xem cái độ phân giải và cái tên cái độ phân giải ở trang Unravel bên này. Một trang chuyên đóng gói chuẩn DCP cho phim chiếu rạp thì phải là chuẩn của ngành công nghiệp
video điện ảnh thế giới rồi, nên tên ở đây thì sẽ là chính xác. Còn nếu mà anh em đọc đâu đó một cái tên của một độ phân giải nào đó mà không tìm thấy ở Google hay không tìm thấy ở những cái trang chính thống như thế này thì chắc hẳn là cái định nghĩa đấy của hãng tạo ra rồi. Kích thước và độ phân giải của màn hình hay video thì cũng không liên quan tới nhau lắm. Nếu mà kích thước được đo bằng thước và nó tính theo đường chéo của cái màn hình, ví dụ như cái tên màn hình 24 inch thì nó nói về kích thước, TV 50 inch thì nó nói về kích thước và độ dài của cái đường chéo của thiết bị. Còn độ phân giải thì chúng ta không thể đo bằng thước được, mà chúng ta phải đếm cái số điểm ảnh chiều ngang nhân với lại số điểm ảnh chiều dọc thì chúng ta sẽ có tổng số lượng điểm ảnh cũng như gọi là độ phân giải của cái thiết bị đó. Cùng một cái độ phân giải thì cũng có thể có những cái màn hình hay là những cái thiết bị hiển thị kích thước khác nhau, ví dụ như là một cái màn hình LED ở trên sân khấu to đùng ngang 3-4 mét nhưng mà độ phân giải cũng chỉ có Full HD thôi, hay một cái máy tính 24 inch cũng là Full HD, hay một cái điện thoại chỉ bằng găng tay thôi nó cũng có độ phân giải là Full HD 1920 ngang nhân với lại 1080 dọc. Tất nhiên là cái việc nhìn nét hay không nét nó còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa mắt người cộng vào cái thiết bị đó. Ví dụ như cái màn hình trên sân khấu mà nếu mà chúng ta đứng khoảng cách khoảng 1 mét thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm ảnh to đùng như thế này. Nhưng nếu chúng ta đứng cách xa ra khoảng 200 mét hay 300 mét thì sẽ thấy hình ảnh rất là nét. Ngược lại, cùng một kích thước vẫn có thể có những cái độ phân giải khác nhau. Ví dụ như màn hình máy tính 24 inch thì có loại 24 inch nó chỉ là Full HD, nhưng cũng có những loại 24 inch nó lên tới 4K. Điện thoại cũng vậy, cùng là một cái điện thoại cỡ khoảng một gang tay thôi nhưng mà nó có cái là Full HD, có cái là 2K, có cái thậm chí lên tới 4K. Và tất nhiên ở cùng một cái kích thước thì độ phân giải cao sẽ luôn luôn cho hình ảnh nét hơn, đẹp hơn. Hy vọng là qua cái clip này thì giúp cho anh em hiểu hơn về độ phân giải 4K cũng như là những thuật ngữ liên quan tới độ phân giải hay là kích thước. Ok, anh em có thắc mắc gì thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.